người, chào mừng mọi người đã đến với sở hữu thất Deco. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn, đố các bạn biết đây là cái gì thì có thể đoán được đây là hai chiếc tủ, nhưng mà thực ra nó là tam đầu giường, nó là tủ đầu giường. Thì cái tam này thì có rất là nhiều công dụng, và người dân Việt Nam thì thường là vẫn chưa có cái thói quen sử dụng hai cái tam đầu giường này, hay còn gọi là tủ đầu giường. Thì hôm nay mình sẽ review cho mọi người cái công dụng, tại sao chúng ta lại cần phải sử dụng cái này, là cái táp đầu giường này nó có cái tác dụng gì. Như các bạn có thể thấy ở đây thì cái chiếc táp đầu giường này của chúng ta được làm phía chân bằng mã PVD này, ở phần tay nắm ở đây cũng là bằng mã PVD, và bề mặt ở đây là gỗ công nghiệp được phun sơn lên. Đây các bạn có thể quay gần lại đây một chút để nhìn thấy cái phần bóng lên của cái phần sơn này. Và nhờ có những cái thiết kế như thế này cho nên là khi chúng ta đặt những cái táp đầu giường này vào cạnh đầu giường của chúng ta thì căn phòng ngủ sẽ trở nên rất là sang trọng, rất là ấm cúng, rất là đẹp và cực kỳ phong cách. Khi mà chúng ta nhìn vào cái chân mạ PVD này chỉ dành cho những gia đình mà giàu có, sang trọng, hiện đại. Cái táp đầu giường này mọi người có thể là đặt ở cạnh đầu giường, đặt hai bên hoặc là đặt một bên cũng được. Và với ngăn kéo mà sức chứa lớn như thế này, chúng ta có thể để được rất là nhiều đồ, để được rất là nhiều đồng hồ này, sách báo, rồi những vật dụng cá nhân khác mà để rất là tiện lợi. Trước khi đi ngủ thì thường mọi người có thói quen đọc sách. Ngoài ra còn có thể trang trí thêm một cái đèn ngủ đặt ở trên này. Đấy, hoặc là những cuốn sách chúng ta đặt ở đây. Bên cạnh đây thì chúng ta có một chiếc táp màu trắng và thiết kế cũng tương tự như vậy. Chúng ta cũng sẽ có ngăn kéo đó, và có chân mạ PVD kết hợp với lại gỗ công nghiệp.